những thông tin sự kiện nóng nổi bật diễn ra trong ngày trên cả nước thế giới tất cả sẽ được ttv B1 chuyển tải cô động trong bản tin lúc 21 giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe. Mạnh Tiến và Thúy Vi mến chào quý vị thính giả đang đến với bản tin lúc 21 giờ của Đài Phát Thanh Truyền Hình Tây Ninh đang phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz. Trước hết mời quý thính giả cùng theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, cho đến thời điểm này, số lượng học sinh đã đăng ký nhập học ở 28 trường trung học phổ thông và 7 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên là 11.315 học sinh. Năm học 2024-2025, Tây Ninh tiếp tục tuyển sinh lớp 10 bằng 4 hình thức gồm tuyển thẳng, thi tuyển, thi tuyển kết hợp với xét tuyển và hình thức xét tuyển. Đối với 25 trường trung học phổ thông công lập, số học sinh đã đăng ký nhập học là 10.007, số học sinh chưa đăng ký nhập học là 547. Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú và hai trường trung học phổ thông ngoài công lập, số lượng học sinh đã nhập học 364. Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, số lượng học sinh đã đăng ký nhập học 944, số lượng chưa đăng ký nhập học là 50 học sinh. Hiện nay, một số trường trung học phổ thông công lập vẫn tiếp tục tuyển bổ sung đảm bảo chỉ tiêu cho năm học 2024-2025. Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, cơ bản đã tuyển đủ chỉ tiêu, tuy nhiên, một số trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đang xin đề nghị tuyển thêm do yêu cầu của người học. Sở Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành rà soát và sớm có văn bản chỉ đạo đối với vấn đề này. Thưa quý vị, thực hiện chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm gọi tắt là chương trình ô cốp, thời gian qua xã Phước Trạch, huyện Cơ Dầu đã quan tâm hỗ trợ phát triển sản phẩm, trao môn, do cơ sở chế biến kỹ nghệ thực phẩm Phú Gia Bảo đăng ký. Cơ sở chế biến kỹ nghệ thực phẩm Phú Gia Bảo đi vào hoạt động từ năm 2012. Sau thời gian hơn 10 năm, khi đã có được thương hiệu nhất định, cơ sở chế biến kỹ nghệ thực phẩm Phú Gia Bảo đã được đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp đạt chuẩn 3 sao tỉnh Tây Ninh năm 2021 với sản phẩm chào môn. Từ khi được công nhận sản phẩm ô cốp 3 sao, trong môn Phú cha Bảo đã xây dựng được uy tín, thương hiệu cũng như chất lượng trong lòng người tiêu dùng. Thưa quý vị, chinh phục nóc nhà Nam Bộ, săn mây chiêm ngưỡng các công trình văn hóa tâm linh độc đáo và hòa bình vào bầu không khí lễ hội tưng bừng nhộn nhịp. Đây sẽ là những trải nghiệm thú vị mà du khách không thể bỏ qua khi đến với núi Bà Đen Tây Ninh trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2 tháng 9 năm nay. Tây Ninh hiện đang trong mùa mưa, đây cũng là bộ xuất hiện nhiều hiện tượng mây nhất tại núi Bà Đen. Do đó, du khách đừng bỏ qua cơ hội được nhìn ngắm biển mây bồng bềnh trong khung giờ sang mây đẹp nhất là từ 5 giờ đến 9 giờ sáng hàng ngày. Xuyên suốt kỳ nghỉ lễ quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, tại núi Bà Đen cũng sẽ liên tục diễn ra các show biểu diễn nghệ thuật cả khung giờ sáng và chiều. Trong đó, nổi bật là các màn búa trống xây dầm và biểu diễn nhạc ngũ âm do các nghệ nhân Tây Ninh trình diễn. Đặc biệt, vào sáng ngày 2 tháng 9, lễ chào cờ trang trọng mừng quốc khánh sẽ được tổ chức trên đỉnh núi Bà Đen cùng sự xuất hiện của lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ được xếp bằng hàng ngàn ngọn đèn hoa đăng, hứa hẹn sẽ làm nên một lễ chào cờ thiên điên mang đậm tinh thần tự hào dân tộc. Ngoài ra, đến với núi Bà Đen, du khách còn được tham quan các công trình kiến trúc tâm linh mang đẳng cấp quốc tế được hòa bình vào thiên nhiên trong lành với các cảnh quan không ngừng được đổi mới, xem show nhạc nước mang đậm sắc màu Phật giáo với những công nghệ hiện đại hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt, vào các buổi tối thứ Bảy hàng tuần, du khách còn được tham dự đại lễ chân đăng, tự tay viết lời nguyện ước lên đăng và thả đăng ngay bên dưới chân tượng vật bà Tây Bổ Đà Sơn. Tất cả hứa hẹn sẽ là những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ dành cho du khách. Nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9, sáng ngày 31 tháng 8, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Đên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã đến Dân Hương Dân Khoa, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm, Dân Hương Dân Khoa tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và đất nước trước an ninh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu thành phố hồ chí minh đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đồng thời nguyện tiếp tục phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh chung tay xây dựng thành phố ngày càng phát triển nhanh bền vững có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình Thưa quý vị, giảm xét tuyển bằng học bạ, tăng chỉ tiêu từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bỏ phương thức xét tuyển sớm khi học sinh chưa hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông là đề xuất của nhiều trường cho mùa xét tuyển đại học năm 2025. Tuy nhiên, xung quanh đề xuất này cũng còn nhiều ý kiến trái chiều. Với 700 chỉ tiêu, việc xét tuyển sớm trong 3 năm vừa qua đã giúp Viện đào tạo quốc tế, trường Đại học Thương mại thuận lợi hơn trong công tác tuyển sinh, từ đó cũng giúp viện chủ động trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo. Ông Kim Hoàng Giang, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Thương mại, cho biết. Khi mà xét sớm như vậy, thì chúng tôi sẽ nắm rõ được là số lượng thí sinh theo từng chuyên này cụ thể là bao nhiêu thí sinh. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng cũng có cái sự phân công giáo viên đảm bảo về cái chất lượng, về cái số lượng cho từng cái trường cụ thể, đảm bảo về cái các cái yếu tố quản lý thi, các yếu tố về đảm bảo chất lượng cho từng chuyên này xét tuyển sớm hiện là xu hướng được tất cả các cơ sở giáo dục đại học áp dụng thuận lợi là thấy rõ nhưng những tiêu cực phát sinh trong quá trình xét tuyển sớm thì cũng không phải ít bởi khi thí sinh trúng tuyển sớm sẽ không học nữa điều này có tác động tiêu cực với giáo dục phổ thông ở giai đoạn cuối đồng thời khi xét sớm thì chỉ tiêu dành cho xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ ngày càng ít Điều này khiến điểm chuẩn đẩy lên càng cao, tạo ra sự bất công bằng trong cơ hội được vào các trường đại học tốt. Ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh. Một cái ngành nào đó có 3 thức tốt tuyển và mỗi thức tốt tuyển lại có một chỉ tiêu riêng. Thì vô chung chúng ta sẽ đặt câu hỏi là vì sao lại chỉ tiêu cho cái thức này lại như thế này. tăng khi vào đâu? Đấy là cái chúng tôi băn khoăn nhất. À, cho nên là Bộ cũng sẽ cùng với các trường để trong thời gian tới, để điều chỉnh tư chế điểm sinh có những thức cách làm Cùng với xét tuyển sớm thì giảm tỷ lệ xét từ học bạ, tăng tỷ lệ xét từ điểm thi tốt nghiệp cũng là đề xuất của nhiều trường, bởi chất lượng xét từ học bạ vẫn là vấn đề khiến xã hội nghi ngại, nhất là khi điểm học bạ với điểm thi tốt nghiệp ở nhiều địa phương có sự chênh lệch lớn. Giáo sư Nguyễn Đình Đức, chủ tịch hội đồng trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết trên thực tế và cái kết quả điểm cho phổ thông nó phản ánh nó không đúng như vậy thì tôi cho rằng là mà chúng ta lại dùng cái kết quả đó để xét tuyển và lại xét tuyển với cái tỷ lệ rất lớn thế cho nên là cái chất lượng đầu vào như thế là có vấn đề và hậu quả tức là mặc dù chúng ta tuyển đúng tuyển đủ nhưng mà bên cạnh đó thì rất nhiều ngành thì khó đấy thì như vậy các em có rất nhiều em là có thể không theo học được là sinh ra chán nản phải bỏ học liên quan đến phương thức tuyển sinh năm 2025, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết sẽ có điều chỉnh theo hướng đơn giản hóa, đảm bảo chất lượng cũng như công bằng cho thí sinh. Tối ngày 30 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ cánh thành công trình nâng cấp, tôn tạo đài tưởng niệm thành phố và cải tạo mở rộng quảng trường 29 tháng 3. Đây là sự kiện ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 trên địa bàn thành phố. Dự án nâng cấp tôn tạo đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng và cải tạo mở rộng quảng trường 29 tháng 3 được thực hiện trong hơn 2 năm với tổng kinh phí trên 200 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và xã hội hóa, trong đó đài tưởng niệm, một biểu tượng của tinh thần bất khuất giao truyền thống cách mạng của mảnh đất Quảng Nam Đà Nẵng anh hùng, trở nên nổi bật hơn với hệ thống gạch lát chiếu sáng và bức phù điêu cỡ lớn. Quảng trường 29 tháng 3 cũng được mở rộng hơn 5 hecta với nhiều khoảng mục cảnh quan và chiếu sáng đẹp mắt. Đặc biệt, chương trình biểu diễn nhạc nước tại quảng trường hàng đêm là điểm nhấn thu hút đông đảo người dân du khách đến vui chơi, thư giãn. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Long An, thời gian gần đây, tình trạng sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh diễn ra với tần suất ngày càng nhiều và rất phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và tinh thần của người dân. Từ đầu năm đến nay, tại Long An đã xảy ra 12 điểm sạt lở sụt lún nghiêm trọng với tổng chiều dài sạt lở gần 2.300m. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An yêu cầu các đơn vị địa phương tập trung thực hiện công tác phòng chống sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất của người dân các đơn vị địa phương trong tỉnh cần tăng cường kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ lòng, bờ sông và bãi sông, đặc biệt là việc xây dựng nhà ở công trình ven sông, trên sông và khai thác đất, sỏi trái phép ở lòng sông làm gia tăng nguy cơ sạt lở bờ sông. Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, ngày 30 tháng 8, đội các an ninh Israel đã bỏ phiếu ủng hộ việc duy trì sự hiện diện của lực lượng phòng vệ Israel ở khu vực biên giới Gaza Ai Cập, còn gọi là hành lang Philadelphia. Đây là một trong những điểm bế tắc chính trong các cuộc đàm phán thỏa thuận gương bắn giữa Israel với các lực lượng Hamas ở giải Gaza. Một quan chức Israel giấu tên cho biết, 8 trên 10 bộ trưởng trong chính phủ nước này đã nhất trí duy trì quyền kiểm soát quân sự của Israel dọc hành lang Philadelphia. Bộ trưởng Quốc phòng Joab Galan bỏ phiếu chống, trong khi Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Benfield bỏ phiếu trắng. Động thái này của Israel đi ngược lại với các đề xuất của các nước trung gian đàm phán gồm Ai Cập và Mỹ, dự báo sẽ khiến vòng hòa đàm sắp tới tại Qatar gặp khó khăn hơn một tuần sau vụ tấn công bằng dao ở thành phố Solingen, ngày 30 tháng 8, khu vực miền Tây nước Đức lại xảy ra một vụ đâm dao trên xe buýt làm 5 người bị thương. Hung thủ là một phụ nữ 32 tuổi đã bị bắt giữ ngay sau đó. Vụ việc xảy ra ở thị trấn Sizen, miền Tây nước Đức. Theo cảnh sát, không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố. Ba trong số 5 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, một người bị thương nặng và người thứ năm chỉ bị thương nhẹ. Các vụ tấn công trên đã thúc đẩy chính phủ của Thủ tướng Olsson công bố những hạn chế mới đối với việc mang theo dao tại các cuộc tụ tập công cộng và vận chuyển đường dài, cũng như hạn chế các chế độ phúc lợi cho một số người di cư bất hợp pháp. Những cây này, nếu đến cung điện Blinden ở Anh, những người yêu thích xe sang được thọ sức chiêm ngưỡng hàng loạt mẫu xe, từ xe cổ cho đến những siêu xe sang trọng sắp ra mắt. Những mẫu xe này được trưng bày trong khuôn khổ triển lãm xe hơi Salon Grip lần thứ 19. Triển lãm Salon Grip lần thứ 19 quy tụ những chiếc siêu xe mới ra mắt trị giá hàng triệu bản Anh. Mỗi năm, triển lãm Salon Grip có chủ đề liên quan đến một màu sắc và chủ đề năm nay là màu xanh lam. Đến với sự kiện, ngoài việc tìm hiểu về những mẫu xe mới, khách tham quan còn có thể chọn mua những chiếc xe mà mình yêu thích. Cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hàn Quốc ngày 30 tháng 8 đã công bố kết quả khảo sát 12 loại cà phê hòa tan đang bán trên thị trường, bao gồm 6 loại cà phê thông thường và 6 loại cà phê latte. Cuộc khảo sát được tiến hành sau khi một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng hàm lượng đường và chất béo bão hòa có trong hỗn hợp cà phê hòa tan có thể gây hại cho sức khỏe người dùng nếu sử dụng quá mức. Mặc dù hiện tại Hàn Quốc không bắt buộc phải ghi hàm lượng caffeine, nhưng với mức khuyến nghị mỗi người không tiêu thụ quá 400mg caffeine một ngày, số gói cà phê hòa tan mà một người nên sử dụng một ngày chỉ là 8 gói đổ lại. Phần tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuốn ngày của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh. Chương trình do biên tập viên Xuân Vũ, các phát thanh viên Thuy Vi và Mạnh Tiến, kỹ thuật viên Kim Chi thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.